Tối qua, chỉ cách nhau 30 phút cùng tại một địa điểm trên đường Ngũ Hành Sơn, hai vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và container đã liên tiếp xảy ra khiến giao thông ở khu vực này ùn ứ cục bộ. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua, xe container biển kiểm soát 43R00499 do một nam tài xế trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam điều khiển đang lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn hướng từ cầu Tuyên Sơn ra cảng Tiên Sa. Khi đến trước khu vực gần trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 76B160377 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị xe container cán ngang qua, nam thanh niên bị đa chấn thương. Sau đó 30 phút, khi lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc, lại tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa làn đường ngược lại giữa xe container biển kiểm soát 43R02775 và một xe máy. Rất may, vụ tai nạn giao thông này không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng khuyến cáo, đây là đoạn đường một chiều, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định lưu thông đúng làn đường, phần đường để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.